Rồi chào mọi người nha. Nay em quay lại với video 238 ha. Rồi, người mua hàng thì liên hệ số trên đây 0348308843 ha. Ưu tiên nhắn tin nha. Mọi người gọi điện không được thì nhắn tin giùm em, để lại tin nhắn giùm em ha. Rồi em trả lời. Rồi, khách mới mua hàng lần đầu bên em thì chỉ nhận chuyển khoản ha. Chuyển khoản em gửi số tài khoản, chuyển khoản rồi mới chốt hàng ha. Rồi khách mua quen rồi á, thì em gửi COD ha, gửi nhận hàng trả tiền. Khách quen thì đã mua rồi ha, mọi người thông cảm giúp em ha. Rồi hôm nay là video 238. Rồi mọi người chưa đăng ký kênh thì bấm vô đăng ký ha, để nhận mấy video mới. Rồi đem về hai cọng dây dây âm thanh ha mọi người, cái gắt bông sen nè, bật âm thanh nè. Ồ, đây là nó hai cộng nha, hai cộng hai loại khác nhau nha mọi người. Em bán một cặp luôn nha. Nè, cái cộng này là một một ra hai nè, đầu một ra đầu hai ha. Đây, đầu một ra đầu hai của Mỹ nha mọi người, USA. Đây audio acoustic 2 acoustic chất lượng cao, cáp USA nè. Đây USA sản xuất ha. Cáp bên dây audio hiệu acoustic. Đây dây này là chuyển từ đầu 1 ra 2, 2 2 2 2 gắt. Đây, mở ra cho mọi người xem bên trong ha, bác xem dây âm thanh thường là nó mạ vàng hết nha mọi người. Cái máy đầu này nè, nó mạ vàng đó. Món hàng bên trong rồi, cái chiều dài dây này cũng khá là dài nha mọi người, chưa đo luôn nhưng mà nó khá là dài đó. Em lấy ra đo luôn nè, còn cộng này là 2 ra 2 ha nè. Đó, cộng 1 cộng 2 nha, nó hai loại khác nhau ha, bán chung hai cộng rồi. Để đo thử coi cộng dây này nó dài bao nhiêu. Rồi để em đo ước chừng cái chiều cao của em nó ra, không cần tiếp xúc. Rồi cộng này nó độ là 4,5 m nha mọi người ha, 4,5 m cộng dây khá là dài luôn. Cộng này nó cũng cỡ này thôi, cỡ 4,5 m ha. Rồi một bộ này chỉ 500.000 nha mọi người, mã số 1 ha, bộ dây âm thanh audio USA Mỹ nha, hai cộng có USA hết. Đây USA nè ha. Mạ vàng ha, đầu mạ vàng. Rồi mã số 1 500.000. Rồi tiếp theo là cái đây. Một cái ba lan treo cân bằng nha mọi người. Cái loại này là để mình treo cái dụng cụ này kia ha. Rồi. Ở đây nó tải trọng là 0.5 kg ha, đến 1,2 kg nè, 0.5 đến 1,2 kg nha, là mình dùng để treo cân bằng. Lại dụng mình treo dụng cụ vô đây nè ha, nó sẽ tự nó rút cái dụng cụ mình lên khi mình xài, mình kéo xuống
Xoài mình có thể điều chỉnh để phù hợp với cái trọng lượng là 0.5 đến 1,2 kg ha. Điều chỉnh bằng cách nào? À, đây cái nút nhấn vô này. Nhấn vô rồi mình xíu cái này nha. Không điều chỉnh vô mình khỏi cần. Bây giờ mình điều chỉnh vô nè. Tại nãy em xả ra rồi. Đây đang điều chỉnh vô này cho nó căng này. À, chỉnh vô là ngược kim đồng hồ. Đó, nó nặng lên rồi đó. Rồi chỉnh ra mình sẽ bấm vô đây. Nó xả ra. Nó xả theo kim đồng hồ là chỉnh nhẹ lại ha. Nè, qua đây là nhẹ, qua đây là tăng. Nhẹ. Rất là dễ. Cái này nó dài, đâu dài đâu. À, 1m6 không mọi người. Chiều dài công dây cáp này là 1m6 ha. 1m6 nè, tải trọng 0.5 đến 1,2 kg. Dây cáp. Vỏ cái này nó bằng nhôm nha mọi người, vỏ đúc bằng nhôm. Có hai cái lỗ để mình treo ốc ha. Treo lên trần hay là chung treo lên trên cao. Rồi mình sử dụng mình treo đồ này, treo này chút kia. Ha, móc xích thú cưng cũng được ha. Tải nhẹ ra 0.5 móc xích cũng được luôn. Rồi mã số 2 nha, 400 ngàn. Nó khá là tiện á, nó bằng cái bàn tay mọi người nè. Có sẵn cái móc khóa luôn. Rồi tiếp theo là một cái đèn pin để đây cái đèn pin đỡ đầu nha. Của National ha, National Japan. À, Japan này. À, cái này là dùng để gáy tai ha mọi người. Như mấy ông hớt tóc gáy tai á. Cái đây là nó xài 4 viên pin 2A. Cái pin đồng hồ treo tường mình á, nè pin này nè. Cái loại này nó xài dây tóc nè mọi người. À, bóng dây tóc. À, phải điều chỉnh độ nghiêng ha, đeo lên đầu và mình điều chỉnh độ nghiêng. Bóng dây tóc nhỏ xíu nữa ha. Cái này mình có thể xài 2 viên pin hoặc là 4 viên. 4 viên nó sẽ cho cái hồi lượng gấp đôi 2 viên ha. Xài 2 viên mình sẽ bỏ vào đây ngay đây ha. Rồi đây viên nữa. Rồi đóng cái nắp này lại ha. Đây, bỏ viên rồi nè. Rồi bật lên, đó. Nó cho cái ánh sáng như vậy mọi người. Đây, cái ánh sáng nó gươm lại nhỏ xíu vậy ha. Nó cũng khá là gắt nhưng mà nó gom nhỏ lại ha. Nó để tập trung để mình làm, mình có thể là mình sửa chữa mấy cái đồ nhỏ đó, ha, trên bàn á, hoặc là gáy tay ha, gáy tay hớt tóc. Rồi công tắc lại ở đây nha, ha, công tắc mà công tắc có thể xây vòng tròn. Rồi cái đèn pin này mã số 3 nha, 200 ngàn. Rồi. Rồi tiếp theo cái cục này là bún mực ha, bún mực chiên trong làm mọc này kia nè. Cái chốt bằng đồng luôn mọi người, cái tay quay ha, bằng đồng. Đây có bún mực của Nhật ha. Còn này như mới chưa sử dụng mà, chưa sử dụng. Này, cái tem của nó chưa có bóc cái bông gòn ra luôn nè ha. Cái bông gòn này để trong đây nha. Rồi nó sẽ có cái mực để mình tẩm vô cái bông này, mình tẩm cái mực màu gì cũng được đó, tẩm vô mình kéo cái thẳng cái dây này ra ha, là mình búng thì dây một cái nó sẽ ra cái đường thẳng, nó đánh dấu cái đường thẳng ở dưới cái sàn cho mình ha. Ví dụ như cái tấm gỗ á, mình búng cái véo cái nó thẳng và có một cái đường cái thẳng cho mình xài như vậy, nó rất là đơn giản, nhanh hơn cái thước, với lại những cái mà nó dài mấy mét thước đâu mình làm ha, mình phải búng bằng cái cọng dây này rất là tiện luôn nè. Đó, quấn lại, quấn xong rồi quấn lại này, mới tin chưa xài nha mọi người. À, à, chỉ còn nguyên luôn nha, không có đứt gì hết, mới tin rồi. Rồi giá chỉ 300 ngàn, mã số 4 rồi mọi người.
À, cái này của bác sĩ nè. Mấy bác sĩ liên hệ em ha. Này để khám bệnh mọi người, của bác sĩ. Nó làm cũng khá là chắc chắn, chất lượng á. Chung cái này như nó là bằng kim loại mọi người, bằng nhôm ha. Bằng nhôm. Đầu này cũng là kim loại luôn ha. Kim loại nè. Đó, rất là nhạy nha mọi người. Đeo vô là thử nghe tim mình nó đập luôn ha. Rất là nhạy. Chung rất là nhạy luôn ha. Nói chung là xài ok. À, ống cao su ha, ống này nó rất là dẻo. Dẻo dai. Rồi, cái này mã số 5 ha, 300 ngàn. Tai nghe khám bệnh. Rồi vòi nước nè. Vòi nước của Nhật nè, vòi nước hiệu gì? HK KVK. Chuẩn Nhật Japan nè. Cái logo của nó nè, logo Nhật nè. Khóa rồi ok. Test gọn đồ này kính ok hết. Răng này 21 luôn à, rất là dễ sử dụng. Đây, cái đầu nó có cái lưới lọc. Cái này nó là bằng đồng hao nha mọi người. Rất là chất lượng. Đồng hao rồi nó mạ, nó rơn xi lên ha. Cho nó đẹp. Bên Nhật nó xài bằng đồng hao ha. Nó sẽ xi lên, đồng hao nguyên chất nó trong. Nó rất là cầm, nó rất là nặng. Mình coi. Rất là bền nữa. Rồi mã số 6 ha, 500 ngàn. Vòi nước của Nhật. Rồi cái này là ổ khóa chưa sử dụng luôn rồi. Ổ khóa số của Nhật. Cái ổ khóa mới tinh. Đây. Ổ khóa số chưa xài nha. Ổ này size cũng khá là lớn á. Không nhỏ luôn nữa. Đây. Trong khóa số dạng mini dạng này là nó dạng cũng lớn nè. Rồi cái càng nó đã tới 6 ly tư nữa ha. Rồi đây là 15 ml nè. Bên ngoài là 27. Rồi mã nó là 2 284 ha. Đây, nó có đánh dấu này là mọi người. Mọi người xem theo cái dấu này để mình mở ha. Chứ mình dặn dấu khác là không có được. 2 8 4 ra. Rồi, có rồi. Ok, cái mã số 7 ha, 250 nha. À, cái cây này đọc nè. Cái này gọi là cái máy tính ha. Máy tính thời xưa nha mọi người. Nó bàn tính này, máy gì nó công nghệ quá. Nó là bàn tính tiền. Tính tiền dạng bên bên Nhật nó xài. Đó. Được thiết kế bằng gỗ rất là đẹp nha mọi người, nè, bằng gỗ nè. Gỗ nhìn nó chắc lắm nha, gỗ chắc. Rồi chốt mộng đồ. Đó. Chốt. Nè. Nó chốt đinh nữa. Đây, tính tiền. Rồi, nó ok đẹp hết. À, tính sao không biết xài nha. Mấy cái viên này không biết bằng gì mọi người. À, nó bằng gỗ luôn nha. Nó làm hoàn toàn bằng gỗ hết. Cái chốt bằng gỗ luôn nè. Gỗ này rất là xịn nha. Nhìn nó cứng cáp, nó không có bị không có nhẹ. Cầm cũng khá khá nặng. Nó làm thủ công bằng gỗ hết trơn luôn rồi. Cái bàn này quá độc, quá đẹp. Rồi cái túi. Bỏ vô vậy ha.
Dây kéo nó thì xưa quá rồi nên nó sẽ mai mòn cái dây kéo nha. Mọi người để về bỏ vô thôi, đừng kéo ra. Rồi nó có cái nút bấm đây ha, treo lên. Này dạng sưu tầm nha mọi người. Rồi 300 ngàn thôi, mã số 8. Một cây gì nhất rồi. Rồi số 9 là cái này dùng để kẹp kẹp hàng hoặc là kẹp bình nha mọi người. Là nó có cộng trừ nha, kẹp sẽ sạc bình đó, sạc bình mà loại bự. Mấy bác xài xài loại bự ha, xài bình xe tải, xe container này kia. Vô cái sạc bình này ha. Kiếm dây cốt vô. Đây chưa sử dụng nha. Chung là nó bằng thép vậy. Đây thép này 1 ly 2 ha. Ok còn mới tinh. Nè một cọc đen, một cọc đỏ đầy đủ. Đó. Chưa xài. Rồi hai cái kẹp này mã số 9 nè, 300 ngàn. Rất là chắc nha mọi người, bấm là nó nặng tay lắm. Rất là nặng tay luôn. Rồi tiếp theo là cái này của Fuji Denko ha, dụng cụ bên bảo hiểm, bên gì an toàn mọi người, bên an toàn ha. Rồi cái này là nó đây cái móc khóa nó bằng nhôm hợp kim luôn rồi, móc khóa nó bằng nhôm này để nó giảm trọng lượng á, cho nó nhẹ nhưng mà nó vẫn rất là cứng cáp. Móc này thì bảo đảm rồi. À, quá bảo đảm luôn, dây nè, dây an toàn nè ha. Đây vì sao nó lại an toàn, cái này mọi người cố định trên cái trần nhà ha, trên cái chỗ mình là làm việc á, thi công mấy công trình này kia hoặc là leo trèo á, mấy cái nói chung là mình làm cái gì mình muốn an toàn á, treo này lên trước rồi này che móc vô người ha. Rồi khi mà đây, khi mà ví dụ mình ngã đột ngột á nè, đó sẽ đứng ra mọi người ha, dây nó ra bất ngờ nó sẽ đứng ra ha, đó nó ra với một cái tốc độ ngã xuống nó sẽ đứng lại ha. Đó là cái an toàn của nó ha, ngã cái vèo cái nó đứng lại rồi mình không có rớt xuống đất ha, nhưng mà nó an toàn là vậy. Rồi cái dây này nó dài cũng khá là dài, để kéo qua lại. Đây, tới cái màu nâu này đã hết rồi. Nó dài là cỡ 6 mét nha mọi người. 6 mét ha. À cái thông số trên đây là nó cỡ 6 mét nè, thông số mã số sản phẩm nó nói lên tất cả. Đó 60 là 60 là 6 mét đó. Cái mã 60. Rồi 6 mét. Đó. Rất là nhẹ nha mọi người. Nó vừa nó rơi tự do là nó sẽ bung cái ly tâm nó ra nó giữ rồi. Giống như cái bố ba càng vậy, bố ly tâm, bố ba càng ly tâm thì nó quay dần tóc nào cái nó sẽ bung ra nó giữ ha, rất là hay. Rồi mã xe số 10 ha, cái rulo an toàn nè, mã số 10 600 ngàn. Rồi cuối cùng này cũng là cái móc bên leo treo vô thắt lưng bảo hiểm an toàn nè mọi người. Nóc ru ha, nóc ru hiệu Nhật, hiệu đỉnh cao của Nhật luôn. Rồi cái này là đây, cái trên này là nó bằng inox mọi người. À, này bằng inox, này bằng thép. Đây,
Đây mọi người nhìn cái hình này ha. Cái hình là nó hướng dẫn mình đó. Mình treo vật dụng trên, mình dắt vô quần cái nó bị rớt ha. Mình sẽ treo đây nó không rớt. Nhưng mà cúi xuống nó sẽ cúi xuống như nè. Nó cũng nghiêng theo ha. Đó. Rất là tiện. Còn cái vụ móc cố định mình cúi xuống nó sẽ không có nghiêng theo được. Nè, ví dụ những người mình về ha. Vậy. Cúi người xuống. Cái móc nó vẫn đứng nha, đứng thăng bằng đó. Bất kỳ tư thế nào nó vẫn đứng như vậy. Thể quay ra quay vô ha, không xài thì cắt vô, cắt ngang vô. Rồi cái móc này mã số 11 ha, 300.000, dày lắm mọi người, cái này treo đồ bao nặng luôn á, 7 ly nè, 7 ly mà bằng inox nữa. Trên đây nó dày tới 2 ly 9, gần 3 ly. Rồi mã 11 300.000 ha. Rồi kết thúc video đây ha. Hẹn gặp lại trong video sau nha mọi người.